Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động và một trưởng lão của đạo tông ngầm thỏa thuận với nhau, Lâm Động sẽ ngăn cản, không cho Vương Triều Thiên Nguyên giành chức quán quân của Bách Triều Đại Chiến, đổi lại vị trưởng lão kia sẽ sắp xếp cho Lâm Động đối đầu với Lâm Lang Thiên ngay trận đấu đầu tiên. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha, ánh mắt Lâm Động khẽ động, xem ra đạo tông và Nguyên Môn không hòa hợp thật sự. Vương Triều Thiên Nguyên là thế lực trực hệ của Nguyên Môn. Nếu để Tần Thiên mất đi chức quán quân thì đương nhiên Nguyên Môn cũng sẽ mất mặt, nếu hắn can dự vào cuộc chiến thể diện giữa hai vương triều siêu cấp này hình như không được hay lắm, ta sẽ có lợi gì? Dù nghĩ vậy nhưng miệng Lâm Động vẫn khẽ động, hắn không hề phát ra âm thanh, vì trên không trung có cường giả vương triều siêu cấp, lão nhân đó có thể truyền âm không bị phát hiện nhưng hắn thì không, có bản lĩnh đó, vì thế đành nói không phát ra tiếng, thiết nghĩ lão nhân đó chắc cũng đọc được khẩu hình của hắn, ha ha, tiểu gia hòa. Bên cạnh người có một đầu thiên yêu điêu kia thì đừng nghĩ đến việc vào Nguyên Môn nữa. Khi vào đó mà hắn bị phát hiện ra thì chạy không đổi đâu, còn đạo tông ta lại khác, bọn ta không có ân oán gì với thiên yêu điêu tộc, vì thế ngươi sẽ không có phiền phức gì cả, ngoài ra ta cũng hiểu tính cách ngươi, ta nghĩ đạo tông rất thích hợp với ngươi. Điều này cũng không phải khoa trương, sau này ngươi sẽ hiểu thôi, vì thế nếu ngươi ngăn cản được Vương Triều Thiên Nguyên giành quán quân thì lão phu sẽ đặc cách cho ngươi gia nhập đạo tông. Đương nhiên với người có công như ngươi, đạo tông ta chắc chắn sẽ không bạc đãi. Nghe được lời đó, Lâm Động xoa cằm, ánh mắt có chút trầm ngâm. Hiện giờ hắn cũng có chút hiểu biết về bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực. Nói ra thì đúng là hắn có hứng thú nhất với đạo tông. Lão nhân kia cũng rất hợp với hắn. Nếu vào đạo tông thì chắc dù có đắc tội Nguyên Môn cũng chẳng sao. Dù gì thì hắn cũng chẳng dựa vào bọn chúng. Nếu lão nhân đã nói sẽ không bạc đãi chắc cũng không phải nói bừa. Nếu đã vậy, nghĩ thế, Lâm Động cười, khẽ gật đầu với lão nhân, rồi miệng chuyển động. Muốn ta đồng ý cũng được, nhưng ông phải giúp ta một việc. Ồ, nói ta nghe xem. Lão nhân cười, truyền âm nói, lát nữa hãy xếp ta và Lâm Lang Thiên vào một tổ. Lâm Động nói. Nghe thế lão nhân hơi khựng lại một chút, ánh mắt liếc sang nhìn Lâm Lang Thiên, trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được, ta có thể âm thầm hạ chút công phu, nhưng dường như cái tên gia hỏa kia có gì đó không ổn, người chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Với nhãn lực của lão nhân này đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh đạo nguyên thần trong người Lâm Lang Thiên. Điều này khiến lão ta cảm thấy có chút kỳ quái, dù gì cường giả ít nhất đã trải qua niết bàn kiếp lần thứ 7 mới có được thứ năng lượng đó nhưng nó lại xuất hiện ở trên người Lâm Lang Thiên, ân oán giữa ta với hắn rất sâu đậm, nhất định phải giải quyết ở đây. Lâm Động khẽ gật đầu, hàn quang lóe lên trong mắt, được, cứ làm như người nói. Lão nhân trả lời dứt khoát, thành giao, ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn lão nhân một cái, trong mắt hai bên đều có ý cười ngầm hiểu với nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn đi hướng khác, hắc hắc. Với biểu hiện của ngươi, có lẽ chẳng ai trong bát đại tông phái siêu cấp lại không muốn có ngươi cả, việc hợp tác này cũng chẳng có lợi gì mấy. Sau khi Lâm Động thu lại ánh mắt, tiểu điêu ở bên cạnh cười tinh quái, nói. Bản lĩnh của hắn cũng không tệ, khi lão nhân truyền âm cũng không tránh né hắn, nên tiểu điêu cũng nghe được một chút, ta rất có hứng thú với đạo tông. Nếu như bọn họ đã mở miệng, giúp được thì đương nhiên cũng tốt, như thế sau này vào đó có lẽ cũng được ưu đãi phải không, việc hợp tác này sẽ không thiệt đâu. Lâm Động cười nói, tiểu điêu nhún vai không nói gì hơn. Bản thân hắn cũng không có ác cảm gì với đạo tông, vì thế không có ý kiến gì với lựa chọn của Lâm Động. Ở giữa đỉnh Bách Triều Sơn, trong khu đất rộng lớn có rất nhiều thân ảnh đang đứng. Trên thân thể mỗi người đều phát ra khí tức kinh người, những người này đều là nhân vật đã vào niết bàn kim bảng. Trên không trung, Lưu Thông nhìn xuống dưới khẽ gật đầu, vung tay áo, một luồng nguyên lực hùng hồn lan tỏa. Rồi tất cả nhìn thấy không gian trở nên máu mó. Xuất hiện những cuồng sáng khổng lồ trên bầu trời, một tay biến ra từng đó cuồng sáng nguyên lực khiến cho không ít người phải kinh ngạc, thực lực đó thật sự khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Sau khi tạo ra những cuồng sáng dùng để tác chiến này, Lưu Thông nắm tay lại, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, mơ hồ còn nhìn thấy những chiếc quang giản trong đó, tất cả các quang giản đều chia thành hai phần âm dương, người cầm phần dương. Và phần âm sẽ là đối thủ của nhau, quang giản sẽ dẫn các người đến chiến đài ánh sáng kia, Lưu Thông vừa nói xong. Quả cầu ánh sáng nổ bù một tiếng, vô số tia quang giản nhấp nháy bay xuống đất, xoạt xoạt, cường giả bên dưới lập tức lao ra thi triển tuyệt kỹ để giành lấy quang giản. Lâm Động không ra tay mà nhìn với Lâm Lang Thiên cách đó không xa, Lâm Lang Thiên cũng đang nhìn Lâm Động lạnh lùng, rồi hắn cũng lao ra tóm một cái quang giản, trên ghế. Lão nhân kia nhìn thấy vậy hơi nheo mắt lại, xoẹt, lúc ấy Lâm Động cũng xông ra, bàn tay đưa vào trận của ánh sáng, nhưng không tóm lấy bất cứ cái quang giản nào, mà chỉ đợi một lát là có một cái chủ động bay tới. Cuối cùng rơi vào tay hắn. Lâm Động tóm lấy nó trở lại mặt đất, cặp mày hơi nhướng lên, hắn có thể cảm nhận được trên quang giản có nguyên lực mạnh mẽ bao phủ, tinh thần lực muốn tiến vào trong để thăm dò cũng không thể nào làm được,
nhưng lão nhân kia đã nhanh chóng tìm được và đưa vào tay hắn, bản lĩnh quả nhiên không hổ là người của tông phái siêu cấp. Sau khi mọi người đã cầm được hết, ánh sáng bỗng bắn ra từ các quan giản về phía những chiến đài trên không trung, quang giản từ trong tay Lâm Động bắn ra ánh sáng nối với một chiến đài, vào lúc ấy cũng có một chùm sáng khác bắn tới nối chiến đài với một bên khác, Lâm Động quay sang nhìn theo chùm sáng đó, không ngoài dự đoán. Chính là Lâm Lang Thiên, khi Lâm Lang Thiên phát hiện điều kia là Lâm Động thì cũng hơi khựng người một chút, nhưng rồi ánh mắt lập tức có sự hưng phấn khó có thể che giấu. Lâm Động, xem ra vận khí của ngươi thật quá tệ, không ngờ ngay trận đầu đã gặp phải ta. Lâm Lang Thiên nhìn về phía Lâm Động, không kìm được cười lạnh, nói, Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng, cũng không nói gì, lập tức bay lên chiến đài. Lâm Lang Thiên, bất luận bây giờ ngươi là cái quái gì thì ta cũng sẽ không để ân oán giữa bọn chúng ta kéo dài đến bên ngoài chiến trường viễn cổ này, đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa hai ta, khục khục, đúng là hợp ý ta. Lâm Lang Thiên cười hung hăng, thân hình bay vọt lên chiến đài, sát ý dâng tràn không chút che giấu. Lâm Động, lần này ngươi chết chắc rồi, sát ý tràn ngập trong mắt, hắn nhìn Lâm Động đầy biến thái và tàn nhẫn, quần sáng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, trong đó có một tòa chiến đài ngưng kết từ nguyên lực, nhìn từ xa, giống như thực chất vậy. Lâm Động bay thẳng vào trong quầng sáng rồi đáp xuống chiến đài, khi hắn vừa đáp xuống thì Lâm Lang Thiên cũng tới nơi, vẻ mặt lạnh băng xuất hiện trước mặt hắn, không biết bây giờ ngươi có còn được gọi là Lâm Lang Thiên nữa không? Lâm Động ngẩng lên nhìn con người trở nên xa lạ hơn nhiều, khẽ nói, khặc khặc, yên tâm, nhờ phúc của ngươi, chấp niệm của ta vô cùng mạnh mẽ, thân thể này ta vẫn là chủ đạo, còn cái tên Lâm Lang Thiên kia thì chẳng cần bận tâm đến nữa, chỉ cần giết ngươi rồi thì mọi cái thế nào cũng được. Gương mặt Lâm Lang Thiên hung hăng đến có phần máu mó, cười nham hiểm, nói, đáng ghét. Lâm Động cười nhạt, kẻ từng là thiên tài của gia tộc Lâm Thị giờ lại biến thành thế này, đến nhân cách cũng bị thứ khác làm cho ố ế rồi, đều là tại ngươi cả, đáng chết, nếu không phải vì ngươi thì ta đâu có thành ra thế này, tên tạp chủng đến từ Vân gia nhà ngươi, Lâm Lang Thiên gầm lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động như muốn rút gần lột ra hắn, năm đó ngươi vốn dĩ không cần tham gia đại hội gia tộc, nhưng vì thể hiện uy phong lại khiến cha ta bị trọng thương mà trở nên tàn phế trong nhiều năm. Những gì ta làm chẳng qua chỉ là lấy lại công bằng cho cha ta mà thôi. Nói ra cũng là do ngươi tự làm tự chịu, vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh không chút sao động, ngữ khí bình thản nói, khặc khặc, cha ngươi là đồ phế vật chẳng trách được ai, ta chỉ hối hận hồi đó không tát chết ngươi trong cổ mộ phủ ở bên ngoài Viêm Thành, nếu không thì cũng không có nhiều rắc rối thế này, Lâm Lang Thiên nở nụ cười âm hiểm. Lời nói này đúng là phát ra từ trong thâm tâm hắn. Nhớ lần đầu gặp, Lâm Động trong mắt Lâm Lang Thiên chỉ là con kiến nhỏ bé, chỉ một chút khí tức đã khiến Lâm Động phải thê thảm. Thế nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà Lâm Động đã trưởng thành với tốc độ kinh người, đến những thiên tài kiệt xuất nhất gia tộc Lâm Thị cũng không thể đạt được, Lâm Lang Thiên không chỉ hối hận. Một lần, nếu lần đó giết Lâm Động thì có lẽ giờ hắn đã khác chứ không đến mức thành người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, đấu võng mồm chỉ dành cho những kẻ vô năng mà thôi, động thủ đi. Để ta xem sau khi biến thành thế này, ngươi có bản lĩnh gì? Lâm Động khẽ cười, bàn tay chậm chậm giơ ra, sâu trong mắt ánh lên sát ý lạnh buốt thấu xương. Ta đã nói rồi, lần này sẽ không cho ngươi có cơ hội chạy thoát nữa đâu. Khặc khặc, vừa hay ta cũng muốn nói câu đó. Lâm Lang Thiên cười gằn, chân bước ra, một luồng nguyên lực cuồng bạo bùng phát từ trong cơ thể, ngũ nguyên niết bàn, chỉ có vậy thôi sao? Sắc mặt Lâm Động không chút dao động, thản nhiên nói, để dọn dẹp ngươi, thế là đủ. Lâm Lang Thiên nắm tay lại, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, biến thành mấy đạo quang mâu bằng nguyên lực, nhằm thẳng những yếu huyệt của Lâm Động mà lao tới, keng keng, Lâm Động nắm chặt tay, thiên ngạc cốt thường hiện ra, kỳ thương rung động biến thành vô số đạo tàn ảnh, nguyên lực dâng tràn đánh vỡ quang mâu của Lâm Lang Thiên, công kích như vậy mà ngươi cũng có mặt mũi thi triển sao, Lâm Động cười lạnh, bàn tay lại nắm chặt, thiết ấn màu đen hiện lên trong lòng bàn tay, sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng lan tỏa ra, vút. Thiết ấn vừa xuất hiện là nhanh chóng phình to, hắc quang lượn lờ xung quanh, còn hắc long cuộn tròn trên đó cũng mở mắt ra, chấn áp cho ta, hàn quang lóe lên trong mắt, Lâm Động, thiết ấn tựa ngọn núi theo đó bay đến phía trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên rồi hung hăng rơi xuống, dị ma thủ, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ thiết ấn, sắc mặt Lâm Lang Thiên cũng hơi thay đổi. Nhưng rồi hắn nhanh chóng vận nguyên lực, chỉ thấy một cánh tay của hắn trở nên đen xì một cách quỷ dị, sau đó tung một chưởng đánh mạnh lên thiết ấn, keng. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, một vòng sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường lan ra từ bàn tay Lâm Lang Thiên. Chiếc thiết ấn với năng lượng cuồng bạo kia đã bị hắn chặn lại. Khặc khặc, Lâm Động, ngươi tưởng ta dễ đối phó như trước đây sao? Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, ánh mắt hung hăng, biến trưởng thành quyền đấm mạnh lên thiết ấn. Ầm. Một luồng năng lượng đáng sợ bắn ra từ cánh tay đen xì của Lâm Lang Thiên đánh bay thiết ấn. Lâm Lang Thiên đánh bay linh bảo thiên cấp của Lâm Động rồi,
Trên không trung, tất cả những quầng sáng khác đều bùng phát những cuộc chiến kinh thiên động địa. Khi quan sát những trận chiến ấy, ai ai cũng cảm thấy huyết dịch trong người như sôi sục lên. Bọn Liễu Bạch ở trên đỉnh núi đương nhiên vẫn luôn quan sát chiến đài của Lâm Động, vì thế bọn họ đều chấn kinh khi Lâm Lang Thiên có thể một quyền đánh bay linh bảo thiên cấp của Lâm Động. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.